Nam mô tát sa pha ga va tô a ra tô sa ma đa sa nam mô tát sa pha ga va tô a ra tô sa bồ đa sa nam mô tại sa pa ga va do to sa ma sa bồ đa sa. Rồi mời ngồi. Hai lần trước á là thầy đã nói đến hai cái yếu tố mở đầu, mà cũng là hai yếu tố là rất là quan trọng của thiền, đó là buông xả và trở về với thực tại. Những cái khâu này đó là nó mình phân ra từng cái khâu để mà nói cho dễ hiểu. Thế thực ra là những cái khâu này là nó lập tức, cho nó không phải là nó phải là rèn luyện cái khâu này rồi nó mới đến cái khâu kia. Thực ra khi mà mình buông xả thì là đồng thời cái sự buông xả đó cũng là trở về với thực tại. Giống như bây giờ mình bám vào một cái gì đó trên này nè, bây giờ mình thả ra một cái thì nó trở lại mặt đất. Đó là chuyện nói cho dễ hiểu là như vậy. Cho nên đó, hai cái việc mà mình buông buông xả mới trở về với thực tại đó, nó là hai mà là một, chứ cũng không phải là hai. Vi tế đó thì đúng là nó hai, nhưng mà thực ra đó, nó là một cái chuỗi, nó là một cái diễn biến, cho nên không phải là yếu tố này riêng rồi yếu tố kia riêng. Thì ở đây đó thầy nhắc lại một chút về hai cái yếu tố này trước khi mình nói đến yếu tố thứ ba. Hai yếu tố này đó là buông xả, thường là rất ít người hiểu được cái chữ buông xả này, bởi vì là ai cũng muốn buông xả hết trơn á. Nhưng mà cái buông xả thì người ta lại thường hiểu theo cái nghĩa là mình buồn thì buông xả buồn đi, mình đau khổ thì buông xả đau khổ đi, tức là mình làm sao mà là lúc nào mình cũng là hoàn toàn là an lạc hay là thanh tịnh hay là cái gì đó, tức là mình nghĩ đến một cái trạng thái hay là một cái điều kiện lý tưởng. Vì vậy cho nên nếu mà cái gì mà không phải như mình lý tưởng á thì mình là buông đi, thì như vậy mình gọi là buông xả. Nhưng mà không phải, hiểu buông xả như vậy là không đúng, bởi vì thầy có phân biệt rất rõ ràng là buông xả không phải là một trạng thái mà là một thái độ, hay là phải là buông xả một trạng thái mà là buông xả một thái độ. Thì á, trong những cái bài giảng của thầy á, là thầy thường phân biệt những cái mà nó hơi tế nhị một chút. Phải là một cái người mà từng sống từng chiêm nghiệm thì mới là thấy ra được những cái mà cái sự khác biệt một cách là quá tinh vi. Ví dụ như thầy phân biệt giữa cái phương pháp với nguyên lý, giữa cái sự tương giao với là mối quan hệ, giả sử như vậy đó, tức là có những cái khác biệt, như thử là khác biệt ở giữa cái sự buông xả
một thái độ với là buông xả một trạng thái là hai cái đó khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình đang buồn, mình đang buồn thì cái buồn á, lúc đầu cái buồn đó thực ra là một thái độ, tức là mình có mình ai nói về mình đó, mình mới phát ra một cái thái độ chống đối lại, và cái thái độ chống đối lại đó đó nó mới là để lại ở nơi mình một trạng thái mình gọi là buồn. Thường một thái độ thì đi kèm theo một trạng thái, nhưng mà mình lại sai lầm ở cái chỗ là mình đi sửa cái trạng thái mà mình lại không sửa ở cái thái độ. À, thầy nói như vậy là dễ hiểu ra phải không? Khi mình sửa đó là mình sửa thái độ, bởi vì cái trạng thái này là phát xuất từ thái độ, vậy thì mình sửa là sửa thái độ chứ không phải là sửa cái trạng thái. Ví dụ như mình có cái remote để mình bấm cho cái máy điều hòa chẳng hạn, thế thì á khi mình bấm 17 độ thì động tác mà đã bấm cái 17 độ đó, cái đó là một thái độ. Nhưng khi mình bấm 17 độ một cái đó thì là cái không khí ở trong phòng sẽ là đi tới là 17 độ. Thì cái lúc đó đó là trong phòng là 17 độ. Bây giờ cái trong phòng mà 17 độ đó thì lúc đó là trạng thái. Lúc cái 17 độ trong phòng đó là trạng thái. Bây giờ mình muốn điều chỉnh đó, thì lại bấm lại. Chứ không thể nào mình điều chỉnh cái 17 độ đó được. Bây giờ muốn là 16 độ thì phải là bấm lại 16 độ, thì cái đó nó mới thay đổi cái trạng thái. Mình á thì lại là ngược lại, mình thấy buồn thì bây giờ mình muốn là dẹp cái buồn đó đi thôi. Nhưng mà mình không thay đổi cái thái độ tạo ra cái buồn đó. Cái thái độ mà tạo ra cái buồn đó mới là cái nhân. Thì Đức Phật ngài cũng nói trong Tứ Diệu Đế đó là cái thái độ của mình mới là tập đế. Còn cái trạng thái khổ thì cái đó là khổ đế. Qua khổ đế để mình biết rằng là mình đã có thái độ như thế nào. Tức là qua cái đồ lành bây giờ đó, cái máy đo nhiệt độ đó nó chỉ là 17 độ. Cũng như bây giờ đó, là trong người mình đó, nó đang chỉ là đang buồn, đang khổ. Thì cái mà đang buồn khổ đó đó là cái máy đo trạng thái trong người mình đó, là nó chỉ cho mình biết là mình đang ở cái trạng thái khổ. Nhưng mà ở trạng thái khổ đó là do cái nguyên nhân, tức là do cái thái độ của mình. Điều chỉnh là điều chỉnh thái độ chứ không phải là điều chỉnh cái trạng thái. Là rất rõ ràng đó. Vì vậy cho nên buông xả không phải là buông xả trạng thái, mà mình thì thường là mình muốn là thay đổi trạng thái, muốn thay đổi trạng thái, muốn thay đổi buồn thành vui, muốn thay đổi nghèo thành giàu, muốn thay đổi địa vị thấp thành cao, tức là mình chỉ muốn thay đổi cái điều kiện hay là thay đổi cái trạng thái, mà mình không thay đổi cái thái độ của mình. Mà chính cái thái độ đó đã tạo ra cái trạng thái đó. Vì vậy buông xả là một thái độ. Thì á trong thái độ đó đó là có nhiều cái cách thể hiện cái thái độ này. Ví dụ như là như hồi nãy mình nói đó, tức là 17 độ mà bây giờ mình muốn xuống 16 độ thì mình lấy cái remote mình bấm nó xuống 16 độ để cho nó xuống 16 độ. Thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Mình có thể làm được điều đó. Tuy nhiên á, ở trong cái mà buông xả mà của thiền á, mình lấy ví dụ là mình ví dụ cho dễ hiểu thôi. Nhưng mà trong cái thái độ của thiền á thì sự buông xả này nó có nghĩa là như thế này. Có nghĩa là một cái tâm, một cái thái độ
mà để cho các pháp nó đang là như thế nào thì để nó là như vậy, chứ không có xen vào để mà phê phán hay là kiểm duyệt hay là giải quyết, mà cứ để pháp như thế nào, tức là để trạng thái như thế nào thì cứ để như vậy, để mà lúc đó mới thấy ra được cái bản chất thật của cái trạng thái đó. Bởi vì cái mục đích của thiền á nó lại khác. Mục đích của thiền không phải để thay đổi thái độ, không phải để thay đổi trạng thái. Vì vậy cho nên á cũng không phải thay đổi cái thái độ để mà cho có một cái trạng thái khác như ý muốn của mình. Vì sự thay đổi đó thì cũng vẫn như không. Vì thái độ đó đó, ví dụ như mình muốn 17 độ, bây giờ mình thấy không thích hợp, mình cho lên 19 độ. Thì đó vẫn là cái thái độ của mình đó, vẫn là một thái độ muốn một trạng thái nào đó để mà đạt đến. Như vậy thì hồi nãy cái ví dụ hồi nãy đó là cái ví dụ mà mình muốn nói đến cái chỗ là cái trạng thái và thái độ khác nhau thế nào thôi. Nhưng mà trong thiền á thì thái độ lại là một thái độ không can thiệp, không xen vào, không giải quyết, không có là phê phán gì cả, mà là buông xả, tức là thái độ tra cái thực tại lại cho thực tại như nó đang là. Như vậy gọi là buông xả. Tức là bây giờ mình đang ngồi đây thì thường là mình nghĩ là mình phải thế này, phải thế kia, muốn thế này, muốn thế nọ, đủ thứ hết trơn á. Cho nên luôn luôn là mình tạo ra một cái chuỗi phản ứng. Cái chuỗi đó phát xuất từ một cái ý muốn là mình phải làm điều này để đạt được cái kia. Và vì như vậy cho nên mình mới là tạo ra một cái chuỗi là thái độ tạo tác. Vì thái độ tạo tác đó cho nên á cái tâm của mình nó mới không có còn trong sáng để mà thấy rõ cái thực tại như nó đang là. Vì vậy cho nên chữ buông xả ở đây đó chính là một cái thái độ mà không có phê phán, không có kiểm duyệt, không có xen vào, không có là giải quyết, mà là đệ pháp buông ở đây, tức là buông cái thái độ lăng xăng giải quyết để cho pháp như nó đang là. Như vậy á cái câu thứ hai là trở về này á, nó có hai cái trở về. Một là cái tâm của mình khởi lên giải quyết lăng xăng thì bây giờ trở về lại là cái tâm rộng lặng trong sáng. Còn cấp á là mình cho nó sẽ là phải là thế này thế kia đó thì bây giờ để cho nó như nó đang là thôi, chứ không cho là phải là sẽ là gì cả, mà là để nó như nó đang là. Nếu như vậy á thì trong đó nó có hai điều. Một là nội tâm thanh tịnh, hai là thấy rõ các pháp. Đó là hai cái điều mà Đức Phật nói là hai thắng đế, tức là hai cái chân lý tối thượng: nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Tức là khi mà cái tâm mình buông ra, không có lăng xăng giải pháp gì cả, thì lúc đó mình mới thấy pháp như nó đang là. Cho nên mới là nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Cái điều này nó, nếu mà mình nhận thức ra được điều này đó thì lúc đó mình mới thiền đúng được. Chứ còn nếu mà mình thiền mà mình cứ ngồi vào rồi mình cứ muốn cái này, muốn cái kia, muốn đạt cái này, muốn đạt cái nọ, là cái tâm nó cứ vẫn lăn sang ngoài. Mà mình á thì có một cái mâu thuẫn ở cái chỗ là mình đang muốn cái tâm chỗ yên, mà mình là muốn, mình là lăn sang quầy nó lên quầy nó lên, và mình cho rằng là mình muốn yên, nhưng mà cái yên đó là yên ở nên một cái mức độ quầy của mình chẳng phải là nó yên như nó là. Vì vậy cho nên á đệ pháp đúng như bản chất thực của nó, để mình có thể thấy được trung thực cái bản chất đó thì phải đệ nó như nó là. Mà đệ nó như nó là thì thái độ của mình là không có xen vào để mà phê phán, mà kiểm duyệt, mà can thiệp gì cả,
không giải quyết gì cả, nó là nó như vậy. Thí dụ như bây giờ mình buồn đi, thì bây giờ mình xen vào mình giải quyết cái buồn đó bằng cách mình dùng một cái kiểu nào đó, có thể là mở nhạc ra, nhạc vui ra để nghe, có thể là đi ra cái quán rượu uống rượu, có thể là có rất nhiều cái cách để mà giải quyết cái mà buồn đó. Nhưng mà thực ra đó là đậy cái, tức là ếm cái buồn đó vào trong vô thức. Và khi mà nó đã vào trong vô thức rồi á, thì giống như một cái hạt giống mà mình đã đậy nó xuống đất rồi đó, thì thế nào nó cũng nảy nở. Đậy nó vào trong vô trong đất rồi thì nó phải nảy nở thôi. Cho nên á, tất cả những cái biện pháp đó nó sẽ làm cho mình nó là càng khó giải quyết. Có người hỏi thầy như thế này: tại sao bình thường không thôi chứ con đâu có làm gì đâu mà tự nhiên nỗi buồn lên à, tức là tự nhiên sao nó buồn vô cớ, hoặc là nó cứ hồi hộp lo sợ vô cớ. À, cái đó do đâu mà ra? Chính là cái hạt giống mà mình đã gieo vào đó, bây giờ nó đang bùng, nó muốn lên nó muốn khởi lên, cho nên nó khởi lên buồn, mình chẳng biết vì sao mà buồn. Mình khởi lên lo sợ, mình chẳng biết vì sao mà lo sợ. Vì vậy cho nên cái giải pháp mà mình ếm nó đi, đó là giải pháp sai lầm. Cho dù là giải pháp đó là giải pháp tu thiền, để ếm nó đi cũng vẫn là sai lầm. Tu thiền mà ếm nó đi thì cũng giống như mình uống rượu để ếm nó đi thôi, cũng là một giải pháp, trong có không có khác nhau gì cả. Chỉ là cái cách giải quyết khác nhau thôi, cái biện pháp giải quyết khác nhau thôi, nhưng mà cái nguyên lý của nó thì vẫn là một thứ, vẫn là ếm cái buồn đó lại. Nhưng bây giờ mình cứ thử xem, nếu mà buồn và mình cứ buông ra, đừng có can thiệp vào cái buồn đó thử, cứ buông ra không có can thiệp gì cả, thì cái buồn đó nó sẽ là hết nhanh nhất. Không tin cứ thử cho mà coi, đó là một sự thật hoàn toàn. Mình cứ để yên hoàn toàn, không có can thiệp gì vào nó hết, mình không muốn dẹp nó đi, không muốn gì cả, thì lại nó lại là hết nhanh nhất, mà là hết mà không phải, hết mà không bị ếm, hết mà không bị ếm nó lại. À, thành ra cái hết đó mới là thật sự là hết. Vì vậy cho nên á, là thầy nhắc lại hai cái yếu tố vừa rồi á, là buông xả và trở về với thực tại. Buông xả tức là không buông lung phóng dật, trở về tức là tinh tấn. Trở về với thực tại, bây giờ mình nói thêm một chút về cái trở về với thực tại này. Bây giờ thầy lấy ví dụ lại là thực tại là buồn. Thực tại tức là cái tình trạng đang là của mình lúc đó, đó là buồn. Vậy thì cái thực tại lúc đó chính là buồn. Bây giờ mình giải quyết lăng xăng, mình là thường là hệ buồn một cái là vì chính mình là khởi lên không biết bao nhiêu cái ý nghĩ, bao nhiêu cái này cái kia đủ thứ hết trơn, để mà làm sao mà cho hết cái buồn đó. Vì vậy cho nên đó là cái bản ngã nó cứ lăng xăng giải quyết. Bây giờ mình buông được cái mà bản ngã lăng xăng giải quyết đó rồi, thì là chính là mình trở về lại với cái buồn như nó đang là, tức là buồn sao thì mình trở về y nguyên vậy, khổ sao thì cứ trở về y nguyên với cái khổ đó. Cái khổ này cần phải được chứng nghiệm, phải được trải nghiệm qua, phải trải nghiệm qua cái buồn này, chứ không phải là xem buồn là một cái gì đó mà mình có thể mình loại nó đi được, mà cái buồn này là phải trải nghiệm qua. Tức là cái bản ngã là muốn mình không phải là buồn, nhưng mà buồn chính là pháp, buồn chính là cái pháp như nó đang là. Chỉ có cái bản ngã mới là bay bổng lung tung, mới là phán xét thế này thế nọ thôi, chứ còn ngay lúc đó là buồn,
cái sự vận hành của pháp đến lúc đó là nó phải buông. Vì vậy cho nên á là phải trở về với chính thường đó, chứ không phải là chạy đi đâu hết. Cũng đừng có nghĩ rằng là trở về một cái gì đó mà thật là tuyệt vời. Không phải là buông cái mà buồn đó đi để trở về cái không buồn. Không phải như vậy. Bởi vì á cái thực tại á thì là buồn hay không buồn thì nó vẫn là thực tại. Buồn cũng là pháp mà không buồn cũng là pháp. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng khi mà mình niệm tâm á thì là tâm lúc đó buồn thì mình thấy buồn, mà tâm không buồn thì không buồn. Vậy đó. Buồn với không buồn nó cũng là một trạng thái. Buồn hay không buồn cũng là một pháp đang vận hành. Cho nên á mình chỉ cần trở về tròn vẹn với cái buồn đó. Thì á cái chữ tròn vẹn á là nó hơi sâu rồi đó. Bây giờ này. Bây giờ mình nói tới yếu tố thứ ba là yếu tố tròn vẹn này. Khi mà mình đã trở về rồi, tức là lúc đó đó không có cái không có một cái mình ảo tưởng nào nữa, thì lúc đó cái mà mình gọi là mình đó chính là pháp. Tức là cái pháp đó chính là mình, chẳng phải là không phải mình là một cái khác. Còn cái bản ngã nó khởi lên đó, nó khởi lên và nó đòi rằng là nó không phải là cái buồn đó, nó muốn dẹp cái buồn đó đi. Nhưng mà khi cái bản ngã mà nói nó không chịu chấp nhận cái buồn đó và nó dẹp cái buồn đó đi đó, thì chính nó lại là đeo mang cái buồn đó. Như vậy là có cái bản ngã khởi lên để đeo mang cái buồn. Còn nếu như mình trở lại buồn là chỉ còn buồn thôi, thì không có ai đeo mang cái buồn đó cả. Có phải không? Khi nào bây giờ mình buồn, thật sự buồn đó, mình trở lại với cái buồn đó, không còn thêm bớt vào đó là tôi buồn hay là tôi phải dẹp cái buồn hay là tôi giữ cái buồn lại gì cả, mà là buồn chỉ là buồn thôi, chứ không có cái bản ngã trong đó, thì lúc đó đó buồn chính là buồn. Và buồn chính là buồn thì buồn nó không bao giờ tự muốn giải quyết gì cả, nó sẽ vận hành từ sinh đến diệt, cho nó không có hề mà nói là cần phải giải quyết gì cả. Cái buồn từ nó không có muốn giải quyết gì cả, nó là buồn thôi. Nhưng mà bây giờ thế này, thực ra trong cuộc đời này tất cả mọi cái trạng thái, ví dụ như buồn hay là vui, hay là thành hay là bại, hay là được hay là mất, hay hơn hay thua, thì tất cả những cái mà cái trạng thái đó đó trong cuộc đời đó là nó đương nhiên. Nó là đương nhiên như vậy. Cho nên á bây giờ khi gặp trường hợp như vậy thì nó buồn. Thì đó lúc đó buồn là buồn. Buồn nó phải có nguyên nhân của nó chứ, tự nhiên nếu không có nguyên nhân gì cả làm sao nó buồn được? Phải không? Như vậy nó phải có cái nguyên nhân, có nguyên nhân có kết quả, như vậy nó có một cái chuỗi vận hành của nó, cho nên đến đó nó buồn là chuyện đương nhiên thôi. Như vậy cái buồn đó là một chuỗi vận hành của pháp. Tại có cái bản ngã vào trong đó cho nên mấy cái bản ngã mới thấy rằng là mình đang buồn. Mình buồn, mình chống đối cơn buồn, hay là mình có thái độ này thái độ kia với cái buồn. Trong lúc đó mình không thực sự buông cái bản ngã đó đi để mà trở về là buồn chính là buồn. Nếu buồn thực sự là buồn thôi thì không có cái gì nữa cả. Và lúc đó cái buồn nó không hề có ý muốn giải thoát gì cả. Chỉ có cái bản ngã mới muốn có ý muốn giải thoát thôi, chứ còn cái buồn thì nó không có ý muốn giải thoát, mà nó chỉ có sinh có diệt mà thôi. Cho nên á khi nào mà mình thực sự trở về buồn là buồn á, thì đó mình mới thấy được vô thường. Còn mình đã khởi lên cái bản ngã mà muốn giải quyết nó phải thế này thế kia rồi thì sao còn vô thường được nữa. Lúc đó là theo ý mình rồi, ra còn vô thường gì. Vì vậy cho nên á là muốn thực sự thấy vô thường thì phải trả cái buồn đó lại chính là buồn. Cho nên cái chữ trở về đây đó có nghĩa là trở về trạng thái như nó đang là.
Mà không phải trở về đây là cái bản ngã trở về, mà là buông cái bản ngã nó đi. Tại cái bản ngã đó nó mới lăn xăng, nó mới là bay bổng ra khỏi cái buồng đó để mà đứng ngoài mà kiểm duyệt mà giải quyết. Còn bây giờ buông cái bản ngã nó đi á, thì lúc đó chỉ còn lại buồng mà thôi. Và buồng là một pháp tu diệt, trong đó không có cái ta nào trong đó để mà chịu buồng, chịu khổ, chịu vui gì cả. Thực ra nó không phải là cao siêu, mình nghĩ nó quá cao siêu, nhưng mà không phải cao siêu, nó là cái bình thường nhất. Tại mình nghĩ nó ra cao siêu nhiều thứ, chứ còn thực ra nó là bình thường nhất, tức là nó trở về nó đương nhiên là như vậy. Bây giờ yếu tố thứ ba là tròn vẹn với cái thực tại đang là đó, tức là bây giờ khi mình đã buông ra và trở về, buồn chỉ là buồn thôi, vậy thì bây giờ đó tròn vẹn với cái buồn đó, không có thêm không có bớt, không thêm không bớt, không nói là xấu là tốt, không thêm không bớt, không gì cả, nó là nó, đang là nó. Và mình tròn vẹn như thế nào? Tròn vẹn tức là khi mình trở về đúng với cái buồn, thì lúc đó chỉ có cái buồn là đang thực sự vận hành trong sự sinh diệt của nó. Tròn vẹn cái sự vận hành sinh diệt đó, chứ không cần cắt gắn nó đi, không cần kéo dài nó ra, mà nó vận hành như thế nào thì mình vận hành tròn vẹn với nó. Tròn vẹn là vậy. Yếu tố thứ ba này cũng không làm gì cả. Bây giờ thầy chứng minh lại một chút xíu nữa là cả ba yếu tố này không có làm gì cả. Bởi vì cái bản ngã mới là khởi lên muốn làm cái này cái kia. Bây giờ buông cái mà lăng xăng muốn làm cái này cái kia đi, buông cái thái độ mà lăng xăng giải quyết phê phán đồ này nọ đi, thì tức là không làm. Tức là buông cái làm mà tức là không làm. Như vậy buông là không làm. Rồi trở về với thực tại. Trở về với thực tại là đáng buồn. Thì bây giờ buồn là buồn thôi. Buồn thì chỉ có buồn thôi, thì đâu có làm gì đâu. Muốn hết buồn hay là muốn buồn thêm cho nó kéo dài ra hay là cái gì đó đấy, mới là có làm chứ. Còn bây giờ đây là buồn thôi, thì mình đâu có làm gì đâu. Cũng vẫn chưa làm gì cả. Phải không? À. Rồi bây giờ mình lại tròn vẹn với cái buồn đó. Cái buồn đó nó đang sinh, đang diệt như thế nào, đang lên, đang xuống như thế nào, thì mình vẫn theo cái buồn đó. Nhưng mà cái buồn đó nó là một sự vận hành theo cái nguyên lý của nó, cho nên nó sẽ sinh diệt theo đúng nguyên lý của nó. Mà mình chỉ tròn vẹn với cái sự sinh diệt đó thôi, thì lúc đó mình mới thấy ra được là cái định luật thứ nhất của Pháp, đó là vô thường, sinh diệt. Từ thấy vô thường rồi thấy sinh diệt đó, đó là những cái tuệ mà đầu tiên phát sinh ra khi mà mình hành thiền Vipassana. Nhưng bây giờ mình thấy rồi, khi mình buông ra để trở về với thực tại như nó đang là, ví dụ như là buông, thì buông như nó đang là. Khi mình buông như nó đang là, thì tức là ở trong đó đó không có cái ta lăng xăng giải quyết, mà chỉ có là một cái pháp buông đang vận hành. À. Như vậy á, thì trong đó đầu tiên là mình có cái danh sắc, bởi vì lúc đó mình chỉ thấy là chỉ có trong đó chỉ có danh sắc thôi. Thấy cái trạng thái buồn ở trên thân, thấy ra cái cảm giác phát sinh từ cái buồn đó, thấy ra cái tâm buồn là cái gì. Thì không phải là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm còn gì nữa. Thực ra buồn là gì? Nó chỉ là một cái danh. Phải không? Cho nên người ta dùng cái từ danh là vậy đó. Tức là nó chỉ là một cái tên. Mà cái tên đó đó là mình muốn thấy nó đó, thì thấy nó nơi thân, nơi thọ, nơi tâm. À, lúc buồn á thì cái thân nó là như thế nào? Cái cảm giác lúc đó là như thế nào? Cái tâm lúc đó như thế nào? Là nếu như mình thực sự trở về tròn vẹn với cái buồn, thì mình sẽ thấy ra được, mới thực sự thấy ra được thân thọ tâm pháp.
Chứ không phải là bây giờ mình khởi lên phải muốn thân sao, hồn sao, tâm sao, pháp sao, rồi mình cứ lăng xăng đi tìm là vẫn cứ lăng xăng. Cứ lăng xăng như vậy thì làm sao mà mình lại trở về trọn vẹn để mà thấy ra được cái pháp nó đang là sinh diệt, đang là danh sắc, đang là sinh diệt, đang là vô thường như thế nào. À, đây là một cái chỗ mà hết sức là vi tế, nhưng mà mới là khởi đầu thôi. Cái vi tế này là hoàn toàn mới khởi đầu á. Nhưng mà nếu khởi đầu không đúng thì kéo theo sau hoàn toàn là không đúng. Bây giờ mình có hành cả mấy chục năm cũng vậy thôi. Nếu như mình khởi đầu không đúng rồi thì là nó cứ kéo dài 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 là không bao giờ đúng cả, mà càng ngày càng sai thêm đi. Cho nên á, phải là khởi đầu đúng. Mà hết khởi đầu đúng á thì từ đầu nó vào. Tức là nếu mình đã buông xả đúng thì nó sẽ trở về với thực tại đúng. Trở về với thực tại đúng thì nó sẽ tròn vẹn với sự vận hành của thực tại. Mà tròn vẹn với sự vận hành với thực tại mới thấy ra được danh sắc, mới thấy ra được sinh diệt, mới thấy ra được vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên là cái yếu tố thứ ba là yếu tố tròn vẹn với thực tại. Nhưng mà ba yếu tố này đó nó cũng vẫn là một, phải không? Ba yếu tố này nó, tại mình đưa ra ba yếu tố tôi nói dễ hiểu vậy thôi, cho thực ra nó vẫn là một cái chuỗi vận hành, một cái chuỗi vận hành rất là tự nhiên, mà mình không cần, mình không làm gì cả, buông ra là nó tự làm. Cái buông xả đó là không buông lung theo với cái ý đồ của bạn ngã. Trở về đó tức là tinh tấn, và bây giờ tròn vẹn chính là chánh niệm. Cái từ chánh niệm đó là bị hiểu lầm, tưởng đâu là mình phải niệm cái này niệm cái kia, rồi mình tìm tòi cái này tìm tòi cái nọ. Không phải, nó vẫn là không làm gì cả. Tức là toàn bộ những cái pháp mà thầy giới thiệu đó là không có cái nào làm gì cả. Buông cái làm đi thì có, chứ không có làm gì cả. Buông là không buông lung. Buông là không buông lung đó. Rồi tinh tấn là trở về với thực tại, và bây giờ chánh niệm là tròn vẹn với sự vận hành của thực tại đó, vậy thôi, chứ đâu có làm gì đó, không làm gì hết. Khi mà mình mà tròn vẹn với thực tại thì lúc đó mình mới thấu hiểu thực tại từ bên trong. À, thầy như trong khóa mấy đó thầy quên rồi, có 10 hay có mấy đó, thế có 9 đó. Là thầy có nói một cái mà lúc đó là nhiều người không hiểu. Nó nói là không phải là mình thấy bên ngoài, không phải là chánh niệm tinh giác từ bên ngoài, mà là chánh niệm tinh giác từ bên trong. Bởi vì lúc đó đó mình chính là cái trạng thái buồn, lúc đó chỉ còn trạng thái buồn là hiện hữu, là đang vận hành thôi. Cho nên á, lúc đó nó là cái biết nó ở trong cái buồn đó, nó đang là trải nghiệm cái buồn đó, nó đang là chính là cái buồn đó, và đang thấy ra cái buồn đó. Mà cái này á, là mình nói ngôn ngữ là nó lung tung cả, khó nói. Nhưng bây giờ người nào buông ra và bắt đầu trở lại tròn vẹn với chính mình thì thấy điều đó rất rõ. À, thầy phải dùng ngôn ngữ này ngôn ngữ kia để mà nói khó khăn, nhưng mà thiệt ra khi buông ra thì nó quá đơn giản, nó thấy rõ ràng. À, buông ra là lúc đó mình tròn vẹn với cái mà cái đang là, mà đang là cụ thể lúc đó là buông. À, chứ đừng có nghĩ là đang là lúc đó là một cái gì ghê gớm. Nhưng mà có một cái điều này là điều kỳ lạ. Nếu là buồn, nhưng mà mình tròn vẹn với cái buồn đó mà không có một cái bạn ngã khởi lên, tức là nó đang vận hành đúng với cái pháp, không có bạn ngã khởi lên, tức là không còn một chút tham sân si nào để mà xử lý cái buồn đó, thì buồn chính là niết bàn.
Chẳng phải là cái khác nghe. Bởi vì lúc đó là buồn là mình nói thôi. Chứ còn nếu là buồn là buồn thì nó là pháp. Pháp như nó đang là, không có buồn gì cả. Buồn là tại cái bạn ngạ cho là buồn thôi. Buồn từ nó đâu có nói tôi buồn rồi gì đâu có. Chỉ cái bạn ngạ mới cho rằng đó là buồn, cái bạn ngạ cho đó là vui. Bạn ngạ nó cho là thế này thế kia rồi mới là giải quyết lăng xăng. Chứ còn khi pháp trở về lại với pháp như nó đang là, mà không có tham sân si, cái bạn ngạ tham sân si xen vào, thì lúc đó chính là chánh niệm. Cái buồn đó là vẫn là trạng thái thôi. Cái mà thái độ, tức là bởi vì cái lúc đó buồn đó là trạng thái rồi. Nhưng mà cái thái độ, không còn có một thái độ giải quyết nào trên cái buồn đó, mà là tròn vẹn với cái buồn, cho nên là chánh niệm. Không có giải quyết cái buồn, mà là chỉ còn cái buồn, chỉ còn tròn vẹn với cái buồn, thì lúc đó chính là chánh niệm. Và chánh niệm tức là tròn vẹn với cái trạng thái đó, tròn vẹn với sự vận hành của pháp đó, cho nên không còn có cái ta lăng xăng giải quyết. Cho nên Đức Phật ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Tức là trên cái buồn đó mà không có thái độ tham sân si của bạn ngã là niết bàn. Nói như vậy nó mới rõ hơn. Cho mình nói buồn là niết bàn á thì là nghe dễ là không chấp nhận. Niết bàn là thái độ chứ không phải là trạng thái. Vì vậy á, niết bàn không có nơi chốn. Niết bàn vượt khỏi thời gian, vượt khỏi nơi chốn, vượt khỏi trạng thái, vượt khỏi tất cả mọi cái trú xứ. Tức là không có nơi chốn. Không có, không có nghĩa là không có đâu hết. Mà không có là bởi vì trên buồn cũng niết bàn, trên vui cũng niết bàn, đau khổ cũng niết bàn, lạc niết bàn. Tức là cho dù trạng thái nào hay là ở đâu lúc nào thì vẫn niết bàn là niết bàn. Đó. Vì vậy cho nên cái yếu tố thứ ba là cái yếu tố mà hoàn toàn tròn vẹn với thực tại là chánh niệm. Còn nếu mình khởi tâm lên mà niệm coi thử là cái thân này nó ra làm sao, niệm coi thử cái thọ này ra làm sao, cái tâm bây giờ nó như thế nào, thì đó là một cái lý trí lăng xăng đang muốn là tìm tòi, đang muốn là đạt được sở tri và sở đắc. Thì cái đó là cái trở ngại của thiền, chứ cái đó không phải là thiền. Vậy thì bây giờ cái pháp hành đó là thế này. Bây giờ mình đang là, ví dụ như mình đang đi, hay đang ngồi đây, hay đang nói, hay là đang nghe, thì mình đang là như thế nào, thì mình buông ra trở về tròn vẹn với cái đang là đó. Pháp hành là vậy đó. Thành ra đôi lúc á, tại sao cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này á, là nó xẹt một cái, có khi nó xẹt một cái là nó giải quyết hết tất cả mọi chuyện luôn, chẳng phải ngồi mà cứ tập vậy đó. Tập tức là có một cái người đang cố gắng tập để đạt được cái gì rồi, đấy không phải là tập, mà là một cái mà lập tức trở về. Ví dụ như bây giờ thầy đang đi với cái tâm là nghĩ đâu trên trời dưới đất đâu đó không biết, bỗng nhiên là trở về, tức là buông á, phải không? Bỗng nhiên buông ba cái mà tào lao đâu mà chạy lung tung đó là buông à, thì là liền trở về với cái thực tại, tròn vẹn với thực tại. Là lúc đó mình đang đi là mình tròn vẹn lại với cái đi. Nếu người nào đang được cái trường đó đó, chẳng phải là cố gắng duy trì cái gì hết, không phải là một cố gắng để mình duy trì một trạng thái nào cả, mà là trở về với trạng thái đó, buông cái chạy lăng xăng lung tung đó, trở về cái trạng thái đang là này, và thái độ là không có một cái thái độ giải quyết lăng xăng gì của bạn ngã này cả. Thì lúc đó chỉ còn lại là đi là đang đi, trả cái trạng thái đang đi lại cho trạng thái đang đi. Đó chính là chánh niệm tỉnh giác đối với đi.
chẳng phải là tìm kiếm trong cái đi nữa này, cái thật sự là cái chân này nó ra sao, nó nặng hay là nó nhẹ, nó đang chạm hay không chạm. Thật ra không phải, chỗ đó không cần thiết. Cái quan trọng là mình trở về lập tức, trở về. Và cái lập tức đó đó, thì thầy vẫn hay lấy ví dụ là ông Bahiya. Ông Bahiya là ông được ngài nói trong cái thấy, trong cái nghe không có cái ta, thì ông liền trở về với cái thực tại liền. Thì tự nhiên nó buông ra hết tất cả mọi cái tìm kiếm, trở về trọn vẹn với thực tại. Cái này đó là gì? Nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, chứ đâu phải thực tại đó là cái gì ghê gớm. Thực tại đó là nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, xúc chỉ là xúc, biết chỉ là biết, vậy thôi. Thành ra trong đó đó không phải là tu. Không phải tu theo cái nghĩa là mình phải rèn luyện, mình phải cố gắng, mình phải thế này thế kia, mà là mình có trực nhận ra được cái thực tại như nó là không. Bây giờ mình cứ ví dụ như là một ngày á 24 tiếng đồng hồ, mà lúc nào mình cũng là bị quên mình hết, lúc nào mình cũng bay bổng đâu trên cái gì đó để mà muốn giải quyết chuyện này chuyện kia, cho nên luôn luôn mình đánh mất cái thực tại như nó đang là. Bây giờ chỉ cần là xẹt một cái trở về nhận ra là đang là, rồi bay bổng nữa cũng được, không sao. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì người ta bay bổng quá rồi, cho nên đó, có khi buông ra nó trở về với thực tại rồi cũng không biết đó là thực tại nữa. À, mới khô cái chỗ đó. Cho nên không nhận ra được cái buông ra đó. Nên sở dĩ mà thầy phải phân tích để cho mọi người thấy ra. Thấy ra là lúc đó mình mới thấy rằng, à, thì té ra có cái lúc mà mình buông ra thì chính lúc đó là thực tại đang là. Mà xưa nay thực tại đang là đó, mình cũng vào đó hoài chứ, nhưng mà mình đâu có thấy đâu. Mình đâu có biết thực tại đang là đó là cái gì đâu. Thực ra không phải ai cũng là 24/24 là lang thang. Cũng có lúc trở về với thực tại vậy, nhưng mà lại không có biết cái giá trị thực tại đó là cái gì. Không thấy được cái thực tại đó là cái gì. Cho nên bây giờ tưởng đâu là mộng mơ là thực tại. À, khổ vậy chứ. Tưởng mộng mơ là thực tại, tưởng đâu mình đang cố gắng hành thế này thế kia để đắc đạo này đắc đạo quả là thực tại, mà thực ra đó là đang nằm mơ. Đó, bỏ ăn bỏ ngủ mà hành là đang nằm mơ đó. Đó dễ sợ vậy chứ. Nhưng mà trong đó đó, chỉ cần là mình trở về trọn vẹn và thấy rõ thực tại đang là, nó thoát khỏi cái mà lăng xăng của bạn ngã đó, thì cái tròn vẹn đó đó, cái mà buông ra trở về tròn vẹn này, một ngày chỉ cần một giây thôi cũng còn hơn là một người sống 100 năm mà không biết thực tại là gì. Cái đó là một câu Phật ngôn đó. Đức Phật có nói một cái câu, mà cái câu này mới nghe ra thì là không biết là cái câu đó khi người ta ghi lại cái câu đó đó nó có nguyên văn Đức Phật hay không, hoặc là Đức Phật ngài nói ra là bởi vì căn cơ trình độ mà ngài nói ra câu đó. Đức Phật ngài nói như thế này: dù cho một người hàng ngày làm tất cả những cái thiền sự như thử là cái người đó có bảy báo, mà cái bảy báo đó đó cái số lượng bằng tam thiên đại thiên thế giới, mà suốt cả cái đời của người đó là cứ làm phước cái bảy báo đó, không bằng một phút một giây phút mà người đó quy y tam bảo. Thì mình nghe cái chữ quy y tam bảo là mình cứ tưởng đâu là như vậy, thì thôi thì mình lo mà đi quy y cho rồi, coi như mình là mình khỏi cần phải bố thí được rồi gì hết trơn là khỏe đó. Nhưng mà quy y tam bảo chính là sáng suốt định tĩnh trong lành. À, mà sáng suốt định tĩnh trong lành tức là khi mà mình chỉ có cái lúc mà mình buông ra mà trở về tròn vẹn với thực tại, lúc đó mới sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ không có lúc nào mà sáng suốt định tĩnh trong lành hơn được nữa. Phải không?
Như vậy cái chữ từ quy y tam bảo này nó có một ý nghĩa rất là kỳ lạ. Phật là sáng suốt, cho nên mình hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, tức là bây giờ mình đang làm cái gì đó một cách sáng suốt, tức là quy y Phật. Mình làm với một cái tâm mà hoàn toàn là tĩnh lặng, đó là quy y Pháp. Làm với cái tâm hoàn toàn trong lành, đó là quy y Tăng. Mà bây giờ này, khi mà mình buông ra, buông cái bản ngã lăng xăng tạo tác đó ra để trở về với thực tại và tròn vẹn với thực tại như nó đang là, thì lúc đó chính là sáng suốt định tĩnh trong lành, lúc đó chính là rỗng lặng trong sáng. Cho nên á, mình có thể đổi lại là buông xả trở về tròn vẹn với thực tại trong một phút còn hơn một người sống cả 100 năm mà không biết thực tại là gì. Nói vậy thì nó hợp với thời đại này hơn. Cái dùng từ như vậy nó hợp với thời đại này hơn, đúng không? Thực ra ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Còn nếu những cái người khác họ cứ tưởng là quy y là mình tới chùa rồi mình quy y xong rồi là thôi. Quy y chính là cái mà buông xả trở về tròn vẹn với thực tại. Tức là trong đó đã tròn vẹn quy y tam bảo trong đó rồi. Cho nên á, bây giờ mình lưu ý lại một chút này. Niệm hơi thở, niệm bốn oai nghi, niệm tất cả sự, hay là niệm thọ, niệm tâm, tất cả những cái niệm đó đều không phải là tìm kiếm gì trong đó hết, mà chỉ trở về tròn vẹn để là chính là cái đang là đó, để mà thấy từ bên trong cái đang là đó. Cái bên trong đang là đó chính là vô thường khổ vô ngã. Có trở về với cái bên trong vô thường đó, khổ vô ngã đó mới là thực sự thấy ra được pháp vận hành như thế nào, mới thấy được thực tánh của vạn pháp là gì. Nói như André Gide nói là cái cánh cửa mà vào thiên đàng đó là một khung cửa hẹp. Khung cửa hẹp là sao? Tức là mỗi người phải chiêm nghiệm ngay đến từng sát na. Cái khung cửa hẹp này là một sát na thôi, không phải là khung cửa hẹp mà nó hẹp là vậy đâu, mà nó có một sát na. Mà nó có trở về được tròn vẹn với một cái sát na đó không á? Khung cửa hẹp đó là chỉ có một người thôi mà qua lọt thôi. Mà qua lọt đó là cũng khó như thử là lạc đà mà chui qua lỗ kim, nói theo thánh kinh đó, nhưng lạc đà mà chui theo lỗ kim, bởi vì nó đâu có chịu trở về tròn vẹn một sát na với là thực tại đó. Nó vẫn cứ lăng xăng đi tìm kiếm, nó vẫn lăng xăng đi nắm bắt cái này cái kia, nó muốn biết cái này cái nọ đủ thứ, nó cứ làm hoài vậy đó. Nhưng mà không sao, nó cứ chín mười rồi là tự động nó vào. Bởi vì khung cực hẹp này là nó khó đến nỗi như là lạc đà mà chui qua lỗ kim. Tuy nhiên là vẫn có người vào được, mà vào là đương nhiên, vào là đương nhiên. Tức là khi chín mười cái nhận thức và hành vi đúng rồi thì tự động nó sẽ vào. Bây giờ là có được Phật hoặc là có những người đã đi qua chỉ lại thì là quá may mắn cho mình. Đầu tiên là bộc một hôm nào đó, giống như là ai có một người nào nói trên trang web và nói là có thể là một cái ngày đẹp trời nào đó cái tự nhiên nó buông ra thì là bắt đầu mới thực sự là hiểu mình đang trở về thực tại là gì. Lúc đó mới thật là buông ra. Cái này là thầy mới là giới thiệu, thầy nói buông ra rồi trở về rồi tròn vẹn là đó là thầy nói giới thiệu, đó là giới thiệu thôi. Còn cái người đó đến lúc đó mới là biết được.
Bây giờ thì mình cứ vẫn là nghe, rồi mình cứ vẫn là sống, mình vẫn cứ mày mò vậy thôi. Nhưng mà rồi á, cái pháp nó từ là từ vận hành bên trong á, pháp vốn từ nó vận hành rồi, mà cái mà thầy nói nó cũng vận hành luôn, nó vận hành bên trong, thì tự nhiên đến một lúc nào đó bỗng nhiên là nó rơi rụng hết, và lúc đó mới biết thực tại là gì. Nhưng mà bây giờ mình vẫn có thể là không phải là rèn luyện mà là trực nhận, tức là cứ mình thường trực nhận là chính mình. Chính cái thực ra mình dùng như rất nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, tức là mình đang suy nghĩ cho tự nhiên sực nhớ lại, hoặc là đó, cái sự sực nhớ lại nó cũng là một nghĩa của cái từ chánh niệm. Sực nhớ lại cái tự nhiên mình trở về với thực tại, buông ra trở về với thực tại, trọn vẹn với thực tại, thì đó chính là tinh tấn chánh niệm. Thì hôm nay á, là thầy nói tới yếu tố thứ ba đó thôi. Từ sau thầy nói tới yếu tố tiếp, bởi vì cho nó thấm. Yếu tố nào bây giờ thấm? Tại trước đây á, là thầy nói nhiều quá đây, nhiều thông tin quá đây, đâm ra là mình nắm không hết. Bây giờ nói lại thật là cốt lõi. Nói lại những yếu tố thật là cốt lõi à, và như vậy mình dễ thấy ra, mình dễ là trực nhận được và mình làm được. Tức là bây giờ mình nói theo sự chứ không phải là nói theo lý nữa, đó là lấy lý để hiện sự đó. Thì bây giờ chỉ ra sự đó, thì bây giờ mình cứ chỉ cần là đang làm gì đó, mình đang lái xe, nhiều khi mình bay bọc đâu không biết đó, trở về tròn vẹn với lái xe, trở về tròn vẹn với lái xe là được rồi. Đang đi bay bọc đâu không biết, bây giờ trở về tròn vẹn với đi được rồi. Đó. Thì người ta đó lại cố duy trì cái mà đang đi đó để cho nó tròn vẹn hoài, là cũng không phải, cũng không được. Cứ tự nhiên thôi, cứ tự nhiên là tự nhiên rồi là tự nhiên nó đụng đầu, nó đụng đầu cái nó tự nhiên nó trở lối lại. Trở lối lại nó càng tự nhiên chừng nào thì là càng dễ giác ngộ chừng đó, càng tự nhiên chừng nào, bởi vì pháp vốn là có nghĩa là tự nhiên. Cho nên mình á, mình càng tự nhiên từng nào, nhưng mà mình biết cái nguyên lý. Sở dĩ mà thầy nói tức là để mọi người là nhận thức ra được cái nguyên lý đó. Nếu mình thấu hiểu được cái nguyên lý đó thì tức là mình thấy đúng đường rồi, thì mình vẫn cứ sống tự nhiên, nhưng mà là nó sẽ tự động nó trở về cái nguyên lý đó, nó tự động lôi mình về cái nguyên lý đó. Còn nếu như cái tâm mình mà nó tin vào một cái quan niệm, cái phương pháp sai rồi đó, tức là cứ lôi mình ra khỏi cái nguyên lý. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là nếu mình hành sai đó, chính là những cái lúc mà mình hành sai đó là cái lúc mà lôi mình ra khỏi cái nguyên lý thực tại này. Nguy hiểm đó, càng hành càng nguy hiểm hơn là cứ để tự nhiên. Để tự nhiên là pháp sẽ có cách dạy cho. Pháp mới là dễ dạy. Còn mình đã theo ý mình rồi là pháp mà cuốn nắng mà trở về lại là khó. Buông cho được ra ba cái mà mình đã kẹt vào đó rồi là khó. Để tự nhiên là pháp lại là dạy mình dễ hơn. Pháp sẽ, thực ra pháp là dạy mình từng giây từng phút. Chỉ khi nào mình mà trở về với thực tại, lúc đó mình mới thực sự lắng nghe được pháp nói gì. Đó là cái yếu tố mà tuần tới thầy sẽ nói. Bây giờ để cho các Phật tử hỏi cho tích cực đi. Trong khi chờ đợi thì thầy có một cái ý kiến mới. Bây giờ mình không có nghĩ nữa, tức là mình học liên tục luôn, không có nghĩ. Nhưng mà là nó có cái thay đổi, tức là ví dụ như thầy dạy xong một khóa, sau đó sẽ dạy kinh. Sau đó sẽ dạy kinh, tức là ai muốn học kinh á thì sẽ học. Chẳng thôi là mình không có cái thì giờ mà để mình dạy kinh riêng,
Cho nên mình cứ dạy xong một khóa xong rồi cái là mình dạy kinh để mà thay đổi, để cho nó có thì giờ nó chín mùi, cho còn mình cứ dồn vô hoài đó cũng được. Giống như mình ép chín chuối mà mình ép vú chín cho mau đó là đâu có được. Cho nên đó là mình cứ để tự nhiên, xong rồi là lâu lâu là thì mở lại một khóa mới. Nhưng mà trong cái thời gian đó là mình có thể học kinh, bởi vì cũng có nhiều cái nhu cầu Phật tử là muốn học kinh Pali với là một số kinh tiếng Việt. Thì hiện nay là mình cũng có in ra một cái số cuốn kinh rồi, có thể là phát cho mỗi người một cái cuốn kinh để mà học. Rồi bây giờ ai hỏi? Dạ, dạ thưa sư, cho con hỏi, con là giảng viên đứng lớp, như vậy có những cái buổi giảng mình giảng quá hay, cho nên nhiều khi mình hào hứng trong việc giảng quá, mình giảng quá giờ, thì lúc đó có phải là lúc đó là mình đang thất niệm hay không thầy? Tức là mình hào hứng, mình thấy là đang là tương tác với sinh viên rất là hào hứng, rồi mình giảng, mình đứng lớp mình giảng, tức là quá cái giờ mà đánh kẹn, hoặc là quá cái giờ mình đang hẹn với một người khác, thì cái lúc mình đang bị cuốn rồi đó, thì con cho con hỏi, và sư cho con hỏi là vậy thì đáng lý ra là phải có đến cái giờ đó là phải dứt, phải dừng. Yeah. Nhưng mà giờ trừ là cái đề tài, tự nhiên đùng phải cái đề tài mình giảng quá hào hứng, quá nhiệt huyết, và mình thấy rằng cái đối tượng của mình cũng rất là quan tâm, thì lúc đó là thất niệm hay là chánh niệm? Thực ra đó là mình đặt hai cái lĩnh vực chồng chéo lên nhau, tức là cái lĩnh vực tục đế với là cái lĩnh vực chân đế, hai cái lĩnh vực đó mình để chồng chéo lên nhau. Trong những cái mà mình hẹn giờ hay là mình làm cái gì đó thì cái đó nó thuộc về lĩnh vực tục đế, cái đó nó không phải là cái lĩnh vực chân đế, không phải là cái lĩnh vực mà giác ngộ giải thoát gì cả, mà nó chỉ là làm đúng theo cái quy định mà mình đưa ra hoặc là người khác đưa ra. Do đó bây giờ mình hẹn với ai một cái giờ nào đó thì bây giờ là mình ít trước đi nửa tiếng đồng hồ rồi, thì ai hẹn theo đó, ai hẹn để mà thực hiện chuyện đó, lúc đó làm sao vô thường mà làm sao mình biết được. Thành ra thực ra hẹn là gì? Hẹn tức là đưa ra một gia đình tục đế, nó chẳng có ý nghĩa gì với chân đế cả, nó không có ý nghĩa gì với chân đế. Mà mình đây là mình đang nói về chuyện giác ngộ, mình đang nói về chân đế, cho nên á đưa ra một ví dụ về tục đế thì nó không có ăn nhầm gì với cái chuyện mà cái chân đế này cả. Đó. Cái tục đế đó thì mình có thể sai. Ví dụ như bây giờ vì là cái tiến trình tâm của mình nó đang đi vào đạo quả, ví dụ như vậy đi. Vì vậy cho nên nó mới có cái câu chuyện mà trong kinh có những cái câu chuyện như thế này. Là cái vị đó tu, bởi vì cái tiến trình của cái tâm của cái vị đó nó đang đi cái chỗ mà tự động, bởi vì cái này lúc đó nó tự động, chẳng có cái bản ngã ở trong đó để mà nói là mình có hẹn giờ hay không hẹn giờ. Do đó nó là cái tự động. Tự động cho nên á cái vị đó mới là vượt qua khỏi cái thời gian mà ăn ngọ. Tức là bây giờ thay vì mình nói là hẹn giờ thì bây giờ nó là ăn ngọ đó. Bây giờ nó qua khỏi cái thời gian ăn ngọ xong rồi. Tức là vì đó là đắc đạo quả, nhưng bây giờ quá giờ ăn ngọ cho nên không ăn được, đói bụng. Đại khái vậy. Thì cái câu chuyện này á, thầy nghĩ rằng đây là một câu chuyện có thể có thật, mà câu chuyện này cũng có thể chỉ là câu chuyện người ta nói ân ý thôi. Tức là nói như thế này, lúc đó chư thiên á mới là bắt cái mặt trời lại, không cho mặt trời chạy nữa, để cho giữ lại, để cho vì đó khi mà đắc đạo quả rồi vẫn còn ăn kịp.
Nhưng mà thầy cho rằng là đó là một cái chuyện giả định thôi. Trên thực tế cái vị đó đang đi đắc đạo quả, thì cái chuyện mà ăn sái giờ đối với cái vị đó nó không chẳng có cái quan gì quan trọng, bởi vì ăn sái giờ nó chỉ là chuyện chế định, nó không phải là cái chuyện mà thực tại chân đế, nó chỉ là chuyện chế định thôi. Phàm giới chỉ là phàm giới trên chế định thôi, còn vị đó đắc đạo vẫn cứ đắc đạo như thường. Ăn với cái mà toàn vẹn với thực tại thì vẫn là chân đế như thường. Cho nên cái lĩnh vực mà người ta ít phân biệt được cái lĩnh vực là tục đế với lĩnh vực chân đế nó khác nhau sao? Có thể sai phàm với lĩnh vực là tục đế chế định, nhưng mà trên chân đế đó thì hoàn toàn đúng, thì vẫn không sao. Hoặc là bây giờ, tức là thầy đang giảng đạo, mà bây giờ có thể nếu nghĩ đi một cái thì lát nữa là nối lại là nó hết ý nghĩa hết rồi. Cho nên lúc đó là giới tự hoặc là các sư mới nhắc rằng là tới giờ ăn cơm rồi. Thầy nói thôi, các sư cứ ăn đi. Còn bữa đó thầy nói luôn, tiếp tục nói luôn. Vậy thôi chứ bình thường sao giờ? Tức là giờ chân đế hay tục đế cái nào đó thì một cái thôi. Chứ còn là mình không thể nào mà tính là phải, cái vấn đề không phải là mình phải tròn vẹn cho được chuyện này chuyện kia. Có thể là mình sai chuyện này, có thể sai chuyện kia, đó là chuyện bình thường giữa đời. Nhưng mà cái giác ngộ, cái đạo á thì nó là chân đế, mà chân đế thì nó là như vậy. Vậy thôi, câu chuyện nó đâu quan trọng, cái chuyện mình có tệ hèn là chuyện đó không có quan trọng. Thì một người mà khi mà đã là chứng ngộ rồi thì cái người đó vẫn tôn trọng cái tục đế, vẫn giữ giới, rồi vẫn hèn thì vẫn đi đúng giờ, vẫn làm đúng hết đó. Nhưng mà cái vị đó là cái vị đó là làm thì làm, nhưng mà thoát khỏi mọi cái ràng buộc của cái mà chế định đó. Thực ra cái chế định đó đối với vị đó nó không có gì gọi là quan trọng, nhưng mà vị đó vẫn là làm đúng vậy thôi. Nhưng cái làm đúng đó là làm đúng là bởi vì gọi là tùy thuần chúng sanh mà làm đúng. Còn một cái vị giác ngộ giải thoát thì cái vị đó là sống tùy thuần pháp chứ không phải tùy thuần chúng sanh. Nhưng mà một người mà đã tùy thuần pháp thì họ vẫn là tùy thuần chúng sanh. Có ai hỏi được? Thưa thầy, hồi bữa giờ là con học rồi cũng chiêm nghiệm bản thân, con thấy rất là nhiều lợi lạc trong cuộc sống. Nhưng mà con có một người em họ là bằng tuổi con luôn, nó gặp nghịch cảnh, nhưng mà rồi xong rồi cái không có người bên cạnh để chỉ bảo, cho nên 10 năm rồi cái nghịch cảnh đó, cái bạn nó không có thoát ra được mà tự nhốt mình ở nhà rồi tự đau khổ mất 10 năm, cho nên bây giờ thần kinh nó có vấn đề. Vì con muốn hỏi là cái pháp tu của mình nó có lợi ích và người bị bệnh khuyết hãm về tâm thần thì họ có thực hành được hay không? Con nói lại chậm chậm ấy. Nói lại chậm chậm nghe chưa rõ. Dạ, ý con là vậy, có nghĩa là cái thời gian mà người bạn của con á gặp cái vấn đề đó cách đây 10 năm nhưng mà không tự giải thoát được cho mình, và bạn nó tự nhốt mình trong một xó nhà rồi cứ đau khổ vì cái chuyện đó liên miên, rồi không được, giống như là tự nhốt mình xong dần dần nó trở nên bế tắc. Và bây giờ con tiếp xúc thì con thấy là họ bị một cái gì đó về thần kinh, họ không còn ổn định nữa, có nghĩa là họ bị khuyết hãm hẳn luôn rồi, họ nhìn mọi cái nó lệch lạc, và giống như con coi sách thì con thấy là nó đưa cái dạng giống như là tâm thần phân liệt vậy đó. Nhưng mà con muốn hỏi là cái pháp tu của mình á, thì như con thấy là đầu tiên hết thì phải mình phải thận trọng chú tâm quan sát, nhưng mà người bệnh tâm thần thì họ không thể nào mà thận trọng chú tâm quan sát được, tại vì họ không có bình thường như người bình thường, họ không có nhận biết được cách bình thường nữa. Thì con muốn hỏi là cái pháp tu của mình á, có thể nào áp dụng cho những người bị bệnh tâm thần không, và có giúp đỡ được gì cho họ trong vấn đề đó không? Câu hỏi hay đó. Bây giờ thầy đổ lại. Bây giờ thầy đổ lại mọi người là
Bây giờ mình có thể sử dụng được cái pháp mà thầy nói đó cho một người là họ đang bị bệnh tâm thần hay không? Hả? Được không? Theo thầy thì thế này, nó có hai tình huống. Tức là một tình huống là cái người đó là đang bị tâm thần, cho nên người đó không có đủ sáng suốt để mà nhận thức đúng, cho nên người đó sẽ không hiểu được cái điều gì mà thầy nói để họ thực hiện được cả. Điều đó thì thầy đồng ý. Nhưng mà lại là trong cái pháp là có một phương diện là được. Đó là như thế này: nếu người đó đang bị tâm thần, đang bị cô lập trong những cái ảo tưởng gì đó của mình, thì cứ là như vậy, thì nếu mà họ đừng có lăng xăng gì cả, họ cứ như vậy, tức là họ bây giờ họ đang bị tâm thần thì cứ bị tâm thần, đau khổ thì cứ bị đau khổ, thì là pháp cũng vẫn cứ là giúp cho họ thoát ra. Nói chung là thế này, tại chúng sanh đó không hiểu ra cái nguyên lý, cho nên đó là cứ cố gắng mà giải quyết thế này giải quyết thế kia. Chứ thực ra đó, bây giờ cái người đó họ đang đau khổ, đang bị bệnh, đang thế nào đó thì cứ như vậy thôi. Thì thứ nhất là họ đang trả cái nghiệp của họ, cái nghiệp đó chính là họ đang gây ra, chứ không ai gây ra hết đó, chính họ gây ra. Bây giờ họ chỉ là chịu cái nghiệp quả đó thôi, vậy thì bây giờ họ chỉ chịu nghiệp quả đó thôi. Cái khổ một cái là họ không hiểu để mà họ chịu cái nghiệp quả đó, chứ nếu thực sự đó họ chịu cái nghiệp quả đó đó. Như vừa rồi đó thì có một người Phật tử nói với thầy rằng là người Phật tử đó có một người anh mà nói chung là khi sinh ra đó là đã bị cái tinh thần bị cái tình trạng là bất thường ngay từ lúc đầu sinh ra, là bẩm sinh là vậy rồi, cho nên đó ông ấy cứ là không biết gì hết trơn á, ai nói gì làm nấy rồi cứ vậy thôi. Thì nhiều khi á, trong nhà thì ai cũng muốn là lẽ ra nó lớn lên nó phải đi học, nó phải nếu mình cứ người trong nhà đó cứ nghĩ rằng là phải chi mà nó thế này, phải chi mà nó thế kia đó, thì là rất hay. Nhưng mà nó là nó. Bây giờ mình khoan nói là bản thân người đó, mà mình nói những người chung quanh thôi. Những người chung quanh á lại thường là nói là nó phải chi mà nó phải thế này, phải chi nó thế kia. Nhưng mà không phải là phải chi nó thế này thế kia, nó là nó. Cho nên á mấy chục năm sau thì cái người anh đó chết, thì trong nhà mới thấy rằng là ai cũng thương tiếc hết trơn. Mà trước đây đó khi còn sống á thì ai cũng bực hết, bởi vì ai cũng nghĩ rằng là sinh ra rồi cũng chẳng có làm gì được hết trơn, là cứ ăn rồi là cứ vậy thôi. Thành ra ai cũng bực là vì sao? Thực ra nó không có gì để bực hết, nhưng mà tại ai cũng muốn rằng là nó phải tốt hơn, nó phải thế này, nó phải thế kia, cho nên hễ người nào nghĩ cái thế này cái thế kia kiểu nào thì người đó tự khổ lấy theo kiểu đó. Cái bản thân cái người đó là bây giờ họ chỉ sinh ra họ chịu cái nghiệp đó, và bây giờ họ vui vẻ chịu cái nghiệp đó, và họ chẳng có tạo ác gì, cái việc ác gì thêm nữa, thì họ trả xong cái nghiệp của họ, có khi là họ lại là hay hơn mình đó, là tạo tác đủ thứ à, có khi mình tạo tác đủ thứ lung tung còn đau khổ hơn nữa. Nhưng bây giờ cái tình trạng đó là cái tình trạng của cái người đang trả cái nghiệp đó, vậy thì á mình phải tôn trọng cái người đó đang trả cái nghiệp đó, mà mình đừng có phải là mong muốn phải thế này phải thế kia phải thế nào gì cả, mà tùy duyên. Ví dụ như tùy duyên á thì được, tùy duyên là
tự nhiên có người cái nghiệp đó nó hết rồi, cho nên tự nhiên có người nói là ủa cái này dễ quá, cho nó uống cái thuốc này hết liền cái gì, cái tự nhiên uống cái hết. Thì cái đó là cái duyên nghiệp nó hết rồi, cho nên cái duyên nó mới đến như vậy, thì tự động nó giải quyết. Thực ra là pháp có cách giải quyết hết, mà nó sẽ giải quyết theo đúng với cái nhân quả nghiệp báo hết, cho mình đừng có xen vào. Vì vậy cho nên cái người đó mặc về đó, nhưng mà họ xong cái nghiệp của họ là thôi, chứ không sao hết. Thì vấn đề đó là không phải là người đó, ví dụ như một vị tỳ kheo mà khi tu thì là đàng hoàng không có sao hết, nhưng mà tu nửa chừng rồi á mới bị điên. Thì lúc đó cái vị đó có phạm giới gì, Đức Phật ngài nói là người đó không có phạm tội. Tại vì bây giờ cái người đó làm trong một cái trạng thái mà không phải là một cái cố ý tạo tác của bạn ngại gì cả, mà bây giờ đấy là một cái nghiệp quả của người đó, bây giờ tới ngang đó chịu cái nghiệp quả như vậy thôi, cho nên không thể nào mà phê phán cái người đó được, nên người đó phải chịu như vậy thôi. Do đó cái thái độ của mình đối với người đó, vấn đề là thái độ của mình đối với người đó, chứ không phải là người đó phải làm thế nào. Bởi vì người đó làm phải làm thế nào ai không biết được. Phải không? Bạch thầy, con xin hỏi điều này, tức là hồi nãy là con nói là tụng kinh, con biết rất rõ, tại vì các anh chị không biết, nhưng mà các quý sư thường nói là Đức Phật không đồng ý cho một người mắc bệnh tu tỳ kheo. Thì con có nói, con có nghĩ rằng là đây có phải là do cái vấn đề nghiệp vị đó, tức là đương nhiên là vị đó mắc bệnh là ngài, tức là những vị đầu tiên là không cho tu rồi đó. Nhưng bây giờ giả sử những trường hợp và cái chị này vừa mới nói là cái anh đó anh bị bệnh như thế, nhưng mà anh nó đang vướng một cái nghiệp, tới một phần đó tự nhiên nghiệp nó hết, đến như là anh tỉnh ngộ và anh thực hành thật pháp của thầy được. Thì con muốn hỏi là cái vấn đề mà hết nghiệp như vậy có phải là cái duyên như là hồi nãy thầy nói tùy duyên, hay là tại sao trong, bây giờ con mới hiểu dần ra tại sao trong kinh á Đức Phật ngài quán cái người này bắt đầu có duyên với ngài biết là hết cái nghiệp cũ rồi, có duyên với ngài độ được, hoặc là có duyên với ngài sẽ lợi phất, hoặc ngài một người liên đi độ được. Thì có phải là cái duyên đó là cái mà hết nghiệp của cái người đó? Làm sao mình biết được cái người đó đang bệnh hết bệnh như vậy thầy? Tức là cái người đó chỉ biết là mình hết bệnh và mình thực hiện được. Thì con hỏi thầy có phải duyên là như vậy không vậy thầy? Cái đó Phật biết, cái ai mà biết được. Cái nghiệp á là một trong những cái điều mà Đức Phật ngài nói là bất khả tư nghi, cho nên mình không thể nào mà suy nghĩ về cái chuyện đó được, nó vi tế lắm. Chính vì vậy cho nên á là mình không nên là mình thường hay có cái phê phán thế này cái kia, nhưng mà mình không nên, chính cái mà không phê phán, không kiểm duyệt, không xen vào để mà giải quyết cái thế này thế kia đó, thái độ đó cũng chính là cái mà mình không biết được cái nghiệp của người ta như thế nào. Thầy thường hay nói như thế này, có một cái người, người ta đang phải đau khổ, mà người ta đau khổ nó chín mùi trong vòng 3 tháng, thì vừa hết cái 3 tháng đó thì người ta cũng giác ngộ. Thì có một cái việc ta tới thương bất tử nó mới có 1 tháng nó làm cho người ta hết khổ rồi, thì làm sao người ta giác ngộ được. Cho nên cái mà xen vào đó đó, cho dù mà có lòng từ bi đi nữa mà xen vào cũng là tầm bậy. Từ bi là từ bi, chứ còn pháp là pháp đó. Từ bi mà tầm bậy là cũng là bị pháp là trả lời liền đó. Bản thân cái người mà làm sai đó là cũng không được. Cho nên đó, Đức Phật ngài nói là ngài chỉ ra đời là để chỉ khai ngộ thôi. Khai ngộ tức là để chỉ cho mình thấy ra thôi. Còn cái nghiệp của mình như thế nào á, mình thấy ra được nghiệp của mình rồi, mình từ nhận thức, từ chuyển hóa như thế nào đó, là cái nó nghiệp của mình. Việc đó nó không thể nào là Đức Phật ngài cũng xem vô được. Cho nên ngài phải quán xem mới thử là những người nào đủ duyên ngài mới là tế độ. Là tại vì á, nó chưa đủ duyên thì mình tới mình nói cũng được, mà mình nói cũng trật nữa chứ.
chưa tới cái duyên mà mình tới, mình muốn họ là phải như thế này thế kia là không đúng. Thì cái pháp nó phải tự nhiên chín mùi thì tới đó nó mới được. Cho nên là không thể nào mà mình mà bắt ép như vậy. Người nào đủ duyên nó tới mà không đủ duyên thôi, chứ không có ép ai được hết trơn. Ép là nó trật đi là mình mất tội nữa. Ví dụ như ta đang cần cái nàng để mà ta đi, mà bây giờ nói là tất cái nàng đi, bởi vì cái chân người ta đang cũng đau, ta phải chống nàng chừng nào mà chân người ta đi được rồi, thì đó là tự động người ta sẽ vứt cái nàng. Vậy thôi. Cho nên là thầy chỉ nói cái nguyên lý thôi. Bởi vì như thế này này, trong cái sự tu tập á, thì là cái tri kiến á, là về phần nhận thức á, là nó phải là tối thiểu cũng là giải quyết được trên 50%. Nếu không nói là có những trường hợp là 100%. Tri kiến. Tri kiến tức là gì? Tri kiến tức là trải nghiệm mà biết, gọi là tri kiến. Còn cái kiến thức là khác. Kiến thức thì mình nghe nói là, thì vô là mình thu nhận vô thôi, chứ phải là tri kiến. Ví dụ như bây giờ thầy nói Huế có sông Hương núi Ngừ rồi thì ai cũng biết hết trơn á, thì cái đó mới là kiến thức. Ra Huế mà thấy cái sông Hương như thế nào rồi cái núi Ngừ như thế nào đó, cái đó mới gọi là tri kiến. Tri kiến tức là bản thân mình trải nghiệm mà thấy. Chứ còn như bây giờ mình có học hết kinh điển mà mình không có cái tri kiến á thì cũng không được. Nhưng mà tri kiến á tức là cái mà mình mà giác ngộ ra sự thật á, thì nó đã là chiếm tối thiểu là 50%. Nếu mình không có thực thấy mà mình cứ mày mò mà tu thì nó lạc lung tung hết. Nhưng mà cái tri kiến là nó đã giúp giải quyết được hết 50%, hay có khi 70%, có khi là 100% luôn. Có những trường hợp mà Đức Phật ngài nói một cái thì đắc quả A La Hán liền đó, đó là tri kiến 100% luôn. Tức là đã thấy hết rồi. Cho nên Đức Phật ngài nói cái là thấy liền. Không cần phải trải qua bất kỳ một cái gì khác. Còn á, như thầy nói đó, là một cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là trong đó nó có nhận thức và có hành vi. Thì cái phần hành vi đó, nó có tạo ra một số cái hiệu quả. Cho nên á, cho nó phải hết cái hiệu quả nó đi rồi đi cái đã. Rồi nó mới thôi. Nhưng mà khi mà mình mà tri kiến mà mình đã giải quyết được vấn đề tri kiến hết 50% rồi á, thì chỉ còn 50% hoặc 30%, 20%, 10% còn lại, lúc đó mình mới là phải là gọi là tu tập. Nhưng mà cái tu tập đúng á vẫn là cái hướng vô vi, chứ không phải là hữu vi. Hướng đúng là vẫn là hướng vô vi, là không làm gì cả. Rồi ai hỏi tiếp. Thưa thầy, cho con hỏi về cái vấn đề trở về thực tại á thầy. Có những lúc chẳng hạn như ai là mình khó chịu gì đó, thì cái lúc mà trở về thực tại á, là đầu tiên á là con buông cái đối tượng bên ngoài ra, thì trở về với cái thực tại thân tâm mình á, thì con bắt gặp là có một cái trạng thái mình không thích chính cái thân của mình. Thì lúc đó thì con thấy thì cái mình phản ứng bằng cách là phần lớn là mình chờ đợi cho cái trạng thái đó nó trôi qua, chứ không thực sự là buông ra và sống trọn vẹn với cái trạng thái đó. Và con cũng không biết làm sao để mà buông luôn được cả cái tâm chờ đợi cái trạng thái đó trôi qua, mà giống như là có lúc lâu lâu thì con có buông ra được, nhưng mà buông ra được khoảng mấy giây thì con thấy là cái trạng thái đó cũng không có gì khó chịu lắm. Nhưng sau đó thì con lại quay trở lại, con chờ đợi hoặc là con lại cố giữ cái cảm giác và cái trạng thái đó không khó chịu lắm, nên là cái nó hơi bị khúc mắc ở cái chỗ này, không biết nó như thế nào. Cái chữ mà chờ đợi đó nó cũng có hai nghĩa. Nếu mà mình thực buông ra để cho pháp vận hành rồi mình thấy thôi,
Nếu như vậy thì chờ đợi rất là tốt, tốt. Chờ đợi tức là mình cứ để như vậy để mình thấy cho mình không có can thiệp vào. Thì chờ đợi đó là đúng. Còn nếu như chờ đợi với một cái ý tưởng là mình phải đạt được cái gì, mình phải đến ở đâu đó, một cái trạng thái lý tưởng nào đó đó, thì cái sự chờ đợi đó là mới là cái sự chờ đợi mà do bản ngã của mình nó là lập trình nên. Còn nếu như chờ đợi là cứ buông ra để pháp vận hành như thế nào thì mình thấy như vậy á, thì chờ đợi đó là chờ đợi đúng. Vậy thì á, là bây giờ nói chung á là có một cái yếu tố, những câu hỏi này á là nó bắt đầu chạm phải một cái yếu tố tiếp theo, đó là tiếp yếu tố mà tuần sau thầy mới nói. Yếu tố tuần sau thầy mới nói là yếu tố tiếp theo, tức là khi mình đã trở về để chạm phải cái thực tại rồi, mình còn về với thực tại rồi, thì tiếp theo đó là mình làm cái gì, tiếp theo đó là thay đổi gì, thì cái đó là tuần sau mới là nói rõ ràng hơn. Còn bây giờ yêu cầu là trở về với thực tại, cái đó trở về với thực tại, tròn vẹn với thực tại. Nhưng mà nhớ là nhớ chữ buông ra không phải là buông cái trạng thái mà buông thái độ thôi. Cho nên buông ra đó thì là để yên mọi chuyện như nó là vậy thôi, chứ đâu có sao đâu. Buông ra có nghĩa là để yên mọi chuyện như nó là. Và khi mình để yên mọi chuyện như nó là và mình không có lăng xăng gì nữa, tức là mình đã trở về với cái đang là đó. Và bây giờ mình trọn vẹn với cái đang là đó, mình với đang là đó là một, thì mới thật sự là cảm nhận được cái sự vận hành của nó. Thì lúc đó làm sao mà còn giải quyết được, nếu mình còn khởi lên là muốn thế này muốn thế kia, chờ đợi thế này chờ đợi thế nào, tức là chưa có trở về trọn vẹn với thực tại, chưa thực sự buông ra để trở về trọn vẹn với thực tại. Mà mình vẫn đặt một cái mốc lý tưởng nào đó để mình, như vậy là chưa phải buông ra, coi lại cái đó. Mà nhắc lại á, buông ra tức là trả lại cho cái thực tại như nó đang là, chứ không phải là buông ra là buông cái gì cả. Bởi vì thực ra cái mà buông lung á chỉ là ảo. Tất cả những cái buông lung mà mình khởi lên thế này thế kia đều là ảo, cho nó không thực. Cho nên á, nói là buông thực ra là không cần buông gì cả. Bởi vì nó là ảo á. Thì á, nó có cái khó một chút là tại vì thầy muốn tách ra từng khâu để nói cho để mình nắm vững từng khâu. Nhưng mà khi học hết một khóa rồi, lúc đó mình mới là liên kết được tất cả mọi cái yếu tố lại, thì khi đó mình mới là là thấy rõ ràng mọi chuyện. Nhưng mà ở đây là phải quan sát lại cái khâu mà mình gọi là buông hay là trở về thực tại, mà trong đó mình còn thấy là như thế nào đó, tức là vẫn còn cái bản ngã cho là thế này hay là phải là thế kia đó. Chưa phát hiện ra được cái những cái yếu tố đó. Ai hỏi tiếp? Bây giờ thầy hỏi là tại sao có lo lắng sợ hãi? Dạ thưa sư, theo con nghĩ rằng có lo lắng sợ hãi vì mình có cái chấp, mình có muốn đạt được cái gì đó, và vì là sợ rằng thực tế thấy rằng là cái đó có khả năng không đạt hoặc là có thể không như mình mong muốn, cho nên mình luôn luôn lo lắng sợ hãi. Có ai trả lời khác không? Thưa thầy, theo con được biết lo lắng sợ hãi là do tâm mình lăng xăng tìm cái này kiếm cái kia mới sợ hãi, tìm kiếm mà do cố chấp
mà có sợ hãi, do tìm kiếm mà có sợ hãi. Còn ai nữa? Thầy, con nghĩ là tại vì mình tưởng tượng ra kết quả, có nghĩa là mình đang gặp sự việc đó hiện tại mà mình tưởng tượng là nó sẽ thế này thế kia, cho nên mình sợ hãi. Đó là câu trả lời chính xác nhất. Sợ hãi chính là do ảo tưởng, do tưởng tượng mà ra. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này. Mình đứng đây cái mình thấy một con cọp đứng đó. Thực ra mình sợ hãi là vì sao? Là mình tưởng tượng rằng là nó sẽ nhảy một cái tới chụp mình, nó nhảy. Mà cái chuyện đó nó chưa có, nó chưa xảy ra. À, hoặc là đó, là ông chồng cứ sợ bà vợ là bị người ta là tán rồi thì là theo người ta đi. Thì cũng là do ảo tưởng, do tưởng tượng. Và cái cố chấp hay là cái lăng xăng tìm kiếm thì cũng là do ảo tưởng trước. Tức là mình ảo tưởng ra một cái gì đó rồi mình mới lăng xăng tìm kiếm, mình có cái ảo tưởng gì đó rồi mình mới cố chấp. Cho nên đó, cái chính của nó chính là cái mà cái ảo tưởng hay là cái tưởng tượng. Ảo tưởng là gì? Ảo tưởng là tưởng tượng không đúng với sự thật, gọi là ảo tưởng, phải không? Hầu hết những cái đau khổ, những cái sợ hãi trong cuộc sống đều do tưởng tượng mà ra. Mà tưởng tượng tức là gì? Tưởng tượng tức là không trung thực với thực tại. Đó, đó là cũng lý do tại sao mà mình lại phải buông xả rồi mới trở về trọn vẹn với thực tại. Bởi vì mình phải thấy ra thực tại là cái gì mới được. Chứ còn mình không thể mà ngồi mình tưởng tượng, mà thường thường là cứ tưởng tượng mà sợ thôi. Cho nên là mình muốn không tưởng tượng á thì chỉ có một cách là trở về trọn vẹn với thực tại thôi, phải không? Thế mà mình trở về trọn vẹn với thực tại thì nó hết tưởng tượng thôi chứ sao? Chứ đâu có cách nào mà hết tưởng tượng được. Cái tưởng tượng là nó cứ khởi lên, cái phóng ra cái là muốn phải thế này, phải thế kia, lý tưởng thế này, lý tưởng thế nào, mong muốn thế này, mong muốn thế kia. Cái anh nói là cố chấp là đúng, bởi vì sao? Khởi lên một cái ảo tưởng, mong muốn một cái gì đó, gọi là ái. Cái ái này đó, nó phải là cứ nắm bắt, với cái ái này đó, nó phải trở thành là thủ, tức là trở thành cố chấp luôn á. Thì khi đó nó mới bắt đầu là thực hiện tạo nghiệp, là hữu, tức là ái thụ hữu. Cho nên nó cũng cố chấp và là cũng đúng đó. Rồi cái ái cũng đúng, ái thụ là nói đều đúng cả đó. Nhưng mà cái ái thụ đó là nó phát xuất từ cái gốc của nó, chính là cái ta ảo tưởng. Nên thầy thường hay dùng cái từ là cái ta ảo tưởng để cho dễ hiểu. Nói bạn ngã nó khó hiểu quá, nhưng mà nói cái ta ảo tưởng thì nó dễ hiểu hơn. Vì vậy cho nên chính cái ta ảo tưởng nó mê là cứ tưởng tượng ra cái này, tưởng tượng ra cái kia, kể cả tưởng tượng ra niết bàn. Mà trong khi đó đó không còn tưởng tượng gì cả, không còn tham sân si gì cả thì là niết bàn. Nhưng mà cái tưởng tượng đó đó thì nó đã là kèm theo trong cái tưởng tượng đó là tham sân si rồi, phải không? Trong cái ảo tưởng, trong cái tưởng tượng đó, đó là nó đã là hàm chứa cái nội lực của nó là chính là tham sân si rồi. Vì vậy cho nên á, càng tưởng tượng niết bàn chừng nào để mà muốn đạt đến chừng nào á thì lại càng xa niết bàn chừng đó. Mà trong khi đó đó, niết bàn là trở về với thực tại, để không còn cái ảo tưởng của bạn ngã, tức là không còn tham sân si nữa. Thì lúc đó nó tròn vẹn với thực tại là gì? Tròn vẹn với thực tại là không có khởi lên tham sân si. Thì một cái khía cạnh mà mình hỏi thêm một cái để cho mình thấy rõ ra. Làm
nếu như mình đã là một cái người mà trải nghiệm thấy ra tất cả rồi ấy, thì bây giờ thấy một người đau khổ là mình biết tại sao đau khổ rồi. Tại sao đau khổ? Nhưng mà cái người giác ngộ đó thì thấy người ta đau khổ mà không thể nói là đừng đau khổ được. Bởi vì chính cái đau khổ đó, đó là cái câu trả lời để cái người đó học ra được cái bài học về cái sai lầm của mình. Vì đau khổ là gì? Đau khổ chính là để điều chỉnh cái ảo tưởng. À, nó kỳ lạ như vậy đó. Tức là ảo tưởng đó, đưa đến sợ hãi đau khổ. Nhưng mà chính đau khổ lại là điều chỉnh lại cái ảo tưởng. À, cái đó là một cái mà kỳ lạ của Pháp. Cái kỳ diệu của Pháp ở chỗ đó. Chưa biết cho nên tưởng tượng. À, chưa thấy ra sự thật cho nên đương nhiên là tưởng tượng thôi. Tưởng tượng rồi ảo tưởng. Tưởng tượng ảo tưởng xong rồi là thành nó ái thụ hữu. Ái thụ thì hữu là tà tác. Tà tác thì nó ra nhân quả. Nhân quả thì lúc đó mới là sợ hãi khổ đau. Sợ hãi khổ đau mới là điều chỉnh lại cái mà ảo tưởng của mình. Cho nên á, những cái đó lại là hoàn toàn là đúng pháp cả, mới là lạ. Bây giờ một cô gái yêu một cái anh đó, rồi nhất định là phải lấy anh đó, cho dù cha mẹ hay bạn bè hay ai cả, cách mấy cũng là lấy. Không ai nói được cả, bởi vì cái ảo tưởng của cái cô này là nghĩ rằng là phải có anh này mới hạnh phúc, chứ không có anh này là không thể nào mà sống nổi. Chẳng thà chết đi cho tới đây, chứ còn nó phải là phải có anh đó mới được. À, thế nhưng mà khi lấy anh đó mới sợ hãi, mới khổ đau. À, sợ hãi mất anh đó. À, rồi chưa mất anh đó đã khổ đau rồi. Rồi mất anh đó rồi càng khổ đau thêm, đại khái vậy. Cho nên á, tất cả những cái đó đều trả lời cho cái ảo tưởng mà mình cho rằng lấy anh đó là hạnh phúc. Rất là kỳ diệu. Cho nên nó là tất cả chúng sanh đều phải trải nghiệm qua những cái bài học để mà tự điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó. Cái nguyên lý mà thầy nói là đại khái nói là như vậy đó. Cho nên cũng đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng là mình phải niết bàn liền á, đừng có, không phải như vậy. Bây giờ ảo tưởng cứ ảo tưởng đi, không sao. Cứ ảo tưởng rồi thì nó sẽ có câu trả lời vậy thôi. Có câu trả lời ngay, chứ không có cái nào mà mình trốn đừng ngã nào được hết trơn á. Đó, nó sẽ trả lời để mình học ra được cái ảo tưởng, rồi mình điều chỉnh cái ảo tưởng đó lại. À, cho nên nó là một cái quá trình trải nghiệm, chiêm nghiệm, chứng nghiệm để thấy ra sự thật. Mà cái quá trình đó chính là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. À, và khi mình điều chỉnh nhận thức và hành vi là gì? Điều chỉnh nhận thức và hành vi để càng đúng với tùy duyên thuần pháp. Và lúc đó đó, khi càng tùy duyên thuần pháp lại càng buông cái bản ngã đi. Cho nên lúc đó lại là sống hữu ích cho đời. Cho nên mới gọi là vô ngã vị tha. Lúc đó mình chẳng có cần gì cho mình cả, mà lại là mình là sống rất hạnh phúc, rất an lạc, rất tự tại. Mà hồi xưa đó thì mình là cố gắng phải là thế này, phải thế kia, đủ thứ rồi càng khổ thêm. Nhưng mà đó cũng là cái hay để nó qua đó mới là điều chỉnh lại được. Chẳng có lấy cái gì mà điều chỉnh. Thì ra là pháp là vốn từ nó là đã hoàn chỉnh hết rồi. Bây giờ anh làm ngã nào rồi thì nó cũng là nó cũng vô trong cái mà nguyên lý của pháp vận hành cả. Cho nên khi một cái người mà đã tới ngang đó đó thì tự nhiên họ tin pháp hoàn toàn. Tin pháp hoàn toàn chứ không còn tin cái mà là lăng xăng tính toán của cá nhân nữa, mà lúc đó là mới thật sự là tin pháp hoàn toàn. Thì lúc đó mới là không còn ảo tưởng nữa, mà tất cả mọi sự thật. Lúc đó mới thấy rằng tất cả mọi sự thật trên cuộc đời này đều là đẹp cả, đều tuyệt vời. Tuyệt vời theo cái nghĩa đó là phải có nó mới giác ngộ được, chứ không có nó là không có giác ngộ được. À, nên pháp là tuyệt vời như vậy.
Rồi bây giờ mình nghỉ tuần sau tiếp. Y đằng nô nhang tì nàng hôn tô su kê ta hôn tù nha ta yô y đằng nô nhang tì nàng hôn tô su kê ta hôn tù nha ta yô y đằng nô nhang tì nàng hôn tô su kê ta hôn tu nha ta yo.